Sau 5 tháng phẫu thuật, các bác sĩ đầu ngành về xương khớp đã đánh giá chấn thương của tiền vệ Đỗ Hồng Dũng có những tiến triển rất khả quan. Được biết, chủ nhân quả bóng vàng 2019 đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội bố trí sang Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF để bước vào giai đoạn trị liệu cuối cùng để trở lại thi đấu. Trong quá trình hồi phục, tiền vệ sinh năm 1993 gặp chút khó khăn trong khâu thực hiện. Tuy nhiên, các bác sĩ có dặn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn và sau một tuần thì tất cả đã được cải thiện. Tất cả phụ thuộc vào giáo án theo từng ngày, được chuyên gia sắp xếp tập luyện nửa ngày hoặc cả ngày. Bên cạnh đó, tiền vệ Đỗ Hồng Dũng cũng chia sẻ thêm về những dấu hiệu tích cực của bản thân trong quá trình hồi phục, nhưng vẫn cần thêm thời gian để lắng nghe cơ thể. Nhiều khả năng anh sẽ trở lại sân cỏ ở mùa giải 2022. Trước khi gặp chấn thương, tiền vệ Đỗ Hồng Dũng cũng là một trong những mắt xích quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công của Hồng Dũng khá đặc biệt. Chiếc vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 2019 là những dấu ấn đậm nét nhất của Hồng Dũng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Việc Hồng Dũng có thể trở lại với bóng đá ở mùa giải 2022 là tin mừng với câu lạc bộ Hà Nội nói riêng và người hâm mộ đội tuyển Việt Nam nói chung. Tiền vệ Đỗ Hồng Dũng gặp chấn thương nặng trong trận đấu Hà Nội FC làm khách trên sân Thống Nhất gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Hoàng Thịnh là người đã có pha vào bóng từ phía sau dẫn đến chấn thương nghiêm trọng của Dũng Chip. Theo kế hoạch, Hùng Dũng sẽ phải tập hồi phục và có thời gian tập với bóng, lấy lại thể lực trong khoảng 5 tháng trước khi có thể trạng tốt nhất để chính thức quay lại sân cỏ. Quá trình phục hồi dự kiến sẽ kéo dài đến hết năm 2021. Như vậy, nếu hoàn toàn khỏe mạnh sau chấn thương và đạt thể trạng ổn định, Hùng Dũng có thể tham dự 4 trận đấu cuối của đội tuyển Việt Nam trong trường hợp được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với Australia vào ngày 27 tháng 1 năm 2022, Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, Oman ngày 24 tháng 3 năm 2022 và Nhật Bản ngày 29 tháng 3 năm 2022 trong 4 lượt đấu cuối cùng.